Thưa quý vị, nhằm phát huy truyền thống hiếu kính thầy tổ và tôn trọng các bậc sư trưởng, tối ngày 3 tháng 12 năm 2023, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Quý Mão, tại chùa Phật Quang Phổ Chiếu, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã diễn ra đêm thiền trà chủ đề Ân Tam Bảo và Ân Đức Sư Trưởng. Chứng minh đêm thiền trà có Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó trưởng ban Thường trực ban trị sự kiêm trưởng ban tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Minh Tiến, Phó ban trị sự kiêm trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Nhật, trưởng ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng chư tăng ni trụ trì tham dự. Trong không khí trang nghiêm trầm lắng, pháp lữ sum dày, đại chúng cùng tĩnh tâm lắng nghe ba hồi chuông để tâm trở về nơi an trú, chiêm nghiệm lại những bài học quý báu khắc ghi và nỗ lực nương tựa Tam Bảo, trở thành người đệ tử mẫu mực của tăng đoàn. Chánh trên giai, nhiệm vụ trụ pháp dương gia trì như lai tạng, mang chánh pháp vào đời. Thượng tọa Thích Minh Nhẫn chia sẻ ý nghĩa đêm thiền trà. Hôm nay là đêm thiền trà cuối của khóa Kiết Đông năm 2023 với chủ đề Ân Tam Bảo và Ân Đức Sư Trưởng, để mỗi tăng ni cùng ngồi lại, quán tưởng và suy niệm, ôn lại kỷ niệm bên thầy tổ, bổn sư, bậc tôn túc, người trao cho ta giới thân huệ mạng, dẫn lối ta trên bước đường tu nhân học Phật, lấy đó làm động lực tiếp tục dẫn bước trên con đường hoằng pháp lợi sanh. Tại đây, chư tôn đức tăng ni cùng chia sẻ cảm nhận, tỏ bày tâm tư, khắc ghi những ơn đức thầy tổ, lời thầy dạy như ngọn đuốc vàng soi sáng chí nguyện độ hàng chúng sanh trên con đường tu học giải thoát, truyền tải Phật pháp đến giới thế gian. Giữa những ngọn đèn hoa đăng ấm áp tình pháp lữ, hương trầm nghi ngút khói bay, đại chúng cùng thưởng giọt trà thiền, hoài niệm kính nhớ ân sư, một lòng tôn kính tri ân Tam Bảo, cùng nhau sống trọn cuộc đời thanh cao.